Ở nhà ăn cơm với lại gia đình em nha. Bữa nay nhà em ăn cánh gà, cánh gà chiên. Bên đây thì mình có khô nha. Nói chung là bán cám này chỉ chỉ có ăn vậy thôi. Rau thì đây em ăn rau muống xào tỏi chấm với lại nước mắm chua ngọt nha. Mỗi ngày mình đổi một món, có bữa thì mình ăn hủ tiếu, có bữa thì mình ăn cơm, để nó không có bị ngán. Rồi thôi, mời cả nhà dùng với lại gia đình em nha.